Hey, xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm luôn cái series của cái Canon IMEA Class MF221D cho mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cơ bản cho cái máy này ha. Thì đầu tiên là nút mở nguồn nằm ở bên tay trái của cái máy phía dưới này ha. Mọi người bấm lên. Đây, máy khởi động nguồn lên ha. Thì cái máy này nó có cái màn hình LCD hiển thị thông tin nè. Thì những cái nút mọi người quan tâm nhất thì chỉ có phần copy và scan thôi. Ở đây có option, cũng là cài đặt mấy cái thông số của máy này kia đó. Nếu trường hợp máy có cổng mạng thì hỗ trợ cài đặt mạng với sơ, nói chung là rất là nhiều thứ đó. Có lẽ mọi người không quan tâm đâu, cái đó dành cho kỹ thuật thôi. Và đây là cái tờ in ra ha, đổ từ bộ nhớ ra. Rồi, bây giờ sẽ vô cái phần chính là phần copy. Và nút stop là để dừng lại ha, khi mọi người đang chạy mình thấy sai gì đó bấm stop rồi clear đó. Bây giờ mình sẽ test trước cái phần copy nha mọi người. Đây, copy. Thì cái máy này nó không có bộ nạp bản gốc tự động, nó chỉ có mặt gương thôi. Mọi người cầm copy thì mọi người thấy ha, ở đây có cái mũi tên màu đỏ là cái file bản gốc cho mọi người á, để cái mặt cần copy áp suất. Đây, tờ giấy A4 mình đặt lên đây ha. Nó lọt lòng vô khung vô khớp ha. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái nắp lại. Đẩy nắp lại nó để làm chi? Để cho nó làm cho cái tờ giấy của mình á nó ôm sát với mặt gương thì cái bản copy của mình ra nó không bị mờ hay gì đó. Không để ánh sáng lọt vào nó sẽ bị đen nha mọi người. Rồi, mình bấm reset ha, trả về mình màn hình mặc định và chọn số bản copy. Mình kéo ra cho nó chặn giấy lại. Thí dụ mình chọn 2 đi ha. Rồi, các bạn bấm copy thì cái việc bấm vô Start. Còn những cái tùy chỉnh ở bên trong, đây, mình sẽ quay vô màn hình cho mọi người xem ha. Rồi, mọi người sẽ lên xuống. Lên xuống ha. Hai mặt tắt, tức là trường hợp này mọi người copy hai tờ một mặt, nó vô một tờ giấy có hai mặt. Ok, mình sẽ chọn cái này luôn ha. Đây, mọi người thấy cái ký hiệu ha. Số 1 qua hai mặt. Ok. Rồi xuống. Tỷ lệ sao chụp cái này phóng to thu nhỏ là do mọi người tùy chỉnh ha. Ở đây nó có những cái tỷ lệ rất là nhiều tỷ lệ. 25% tới 400% ha. Photo y chang máy photo bị khổ lớn luôn. Rồi, nếu mà các bạn không xài thì các bạn vừa bấm back cho nó quay ra. Cái nào chọn rồi là nó sẽ ok nha mọi người. Chia bộ tắt. Ví dụ chia bộ trường hợp các bạn một bộ của bạn có hai trang mà các bạn copy 10 bộ thì các bạn bật nó lên nha. Bật. Ok, bây giờ mình bật luôn đi ha. Coi như là vừa copy hai mặt nè, vừa có bộ luôn. Ok. Rồi. Nếu mà sau khi các bạn chọn xong hết rồi đó, đây chúng ta quay lên ha, hai mặt ha, loại bản gốc văn bản, cái này có hai thôi à, do mình đang test cái chức năng chia bộ luôn, nên là mình sẽ chọn lại ha, mình cho là ba bộ, hai mặt coi như là mình sẽ hai tờ, bốn trang một mặt, nó sẽ chia bộ cho mình nha bạn mọi người. Rồi sau khi chọn xong hết thì chúng ta sẽ bấm vô Start, cả quét A4. Ok, mọi người nghe tiếng vàng quan chạy nè, một lần. Bây giờ mình sẽ làm cái nội dung cho nó để mình dễ phân biệt ha. Rồi ok, hai trang này là vô một trang nè, bấm cái nữa, cái này là mới hai trang một mặt, vô một tờ hai mặt. Mình phải kiếm thêm được hai trang nữa mới được, mới đủ để mình sọt bộ nha mọi người. Mọi người nhớ ha, cái mũi tên màu đỏ đẩy sát góc vô, rồi đậy nắp lại. Rồi sau khi xong thì việc lấy lật mặt giấy lại, rồi đậy lại, rồi bấm tiếp Start. Nếu mà cái file mọi người mà kết thúc xong rồi thì mọi người sẽ bấm ok.
Mọi người thấy là trên màn hình nè, bắt đầu sao chụp nè, bấm OK. Rồi bây giờ máy sẽ bắt đầu copy cho mọi người, nó sẽ in ra. Hồi nãy mình có chọn chức năng copy hai tờ một mặt vô một tờ hai mặt đó mọi người. Cái này là đúng rồi ha, mọi người xem nó có sọt bộ luôn nè nha. Đây cái giấy của mình copy hơi mỏng nha mọi người, 1212 ha, này một bộ. Đây là hai bộ, mọi người thấy ha, nó chạy theo thứ tự luôn. Mình chạy ba bộ nha mọi người. Ha, đúng ba bộ. Sọt bộ cho mình luôn. Nào mọi người, mình thấy nó bị đen á, là lúc nãy do máy nó đang copy á, mình dở cái mặt gương lên cái nó bị đi ánh sáng lọt vào nó bị đen ha. Cái tờ bản gốc mình nó không ôm sát với mặt gương á. Rồi, cái đó là những tính năng sử dụng cơ bản. Và mình thấy có một cái chức năng mà hình như rất là nhiều người hỏi mình, đó là copy giấy chứng minh nhân dân bằng cái máy Canon IMEI Class này ha. Máy dòng 21, 214, 241, 215D giống y chang nha mọi người, giao diện giống y chang, cách xài cũng giống y chang luôn. Mọi người thấy ha, sau khi mình sử dụng những cái chức năng copy xong á, mình bấm reset nó trả là màn hình mặc định. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tới cái phần copy giấy chứng minh nhân dân. Thì copy mình hướng dẫn mọi người cách copy nè ha. Đây có cái mũi tên màu đỏ, mọi người thấy có cái thước nè, thì đây mình để nó hở ra nè, nói chung là ôm gần gần sát chỗ này ha. Rồi cái mặt cần copy ấp xuống ha, mọi người lưu ý nha, mặt cần copy để xuống ấp xuống, rồi để nắp lại, để nắp lại để cho không ánh sáng lọt vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn chức năng, đây hai mặt đang tắt ha, mọi người di chuyển lên xuống ha, chọn đúng hai mặt xong mọi người bấm OK. Rồi đây chọn số 1 và số 2 mặt ha. OK. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm Start. Cỡ quét A4 ha. OK. Rồi, máy quét qua một lần nha mọi người. Rồi, tới lần thứ hai. Mọi người lưu ý ha, cái size A4 là tới đây nè. Từ bên trong góc bên trong mà mũi tên màu đỏ đi ra tới đây là A4. Rồi, mình sẽ lật cái tờ giấy chứng minh của mọi người lên á. Mình để qua đầu này. Mọi người thấy ha, thước A4 tới đây nè. Nha, thước A4 nằm ngay đây nha. Rồi, mọi người để lên đây. Mọi người lưu ý ha, có một khoảng hở ra chút xíu nè. Rồi, sau khi đặt đúng vị trí rồi ha, chúng ta đậy nắp lại. Rồi, trên màn hình panel của máy in Canon, mọi người bấm tiếp Start. Rồi sau khi bấm Start thì mọi người sẽ bấm OK, nó sẽ bắt đầu sao chụp. Đây mọi người thấy ha, cái dòng bắt đầu sao chụp nó đang highlight nè. OK. Rồi bây giờ máy sẽ chạy hai mặt luôn. Rồi đây mọi người thấy ha, chạy ra. Này, cái nem cạc của mình đây, mọi người thấy ha. À, giấy chứng minh nhân dân á, thì khi copy thì mọi người phải giảm mật xuống chút xíu ha, nhưng cái độ xám là nó đen thùi luôn á, đen thui luôn á. Còn trường hợp mọi người muốn copy mà hai mặt nó nằm trên một bên này thì nó đơn giản quá ha, mình sẽ thôi mình thử luôn cho mọi người xem. Rồi cái mặt cần copy xuống, ấp xuống ngay đây. Bây giờ tính năng hai mặt mình không chọn nữa thì mình bấm vô reset nó sẽ lia lại. Rồi mình bấm Start thôi. Coi như là máy copy chạy luôn ra tờ giấy. Rồi chạy ra tờ giấy, nó chạy ra sao thì mọi người để vô y chang lại vậy. Nha. Để vô y chang vậy ha. Mà mình nghĩ cái cách copy này bây giờ chắc là không ai xài đâu. Rồi. Mọi người ha, so cái chiều nó nè, đây một khoảng đẩy ra tới đây. Nó nói tiếp luôn ha, từ đây giờ qua vừa cái khung luôn. Rồi đẩy nắp lại.
Rồi bấm start. Cái mặt hồi nãy ngửa lên nha mọi người chứ không ấp xuống nha. Rồi đây mọi người thấy ha, cũng khá là đơn giản ha. Rồi tiếp theo nữa là cái cách mà mọi người đây đây để coi. Đây cái độ phóng to, thôi xin lỗi, cái độ đậm nhạt nè mọi người lưu ý nha. Cái chữ nó tiếng Việt thì nó sẽ hơi, nó hơi Việt hóa, đọc nó hơi 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 ngộ ngộ chút. Cái chữ nó là mật độ cho mọi người. Về bên tay trái là giảm mật, về bên tay phải là tăng độ đậm ha, đậm tối đa. Về bên tay trái là độ mờ tối đa, nhạt tối đa. Rồi cái chức năng nữa là scan PC á, mọi người khi mà cài cái tool bóc mà giống như trong mấy video mình hướng dẫn á, thì mọi người có thể là về đây nè, về là lại đằng cái máy in đó, mọi người bấm vô cái này là nó tự động kết nối máy tính, và nó tự động scan đẩy về máy tính luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái scan này cho mọi người xem ha. À, dạ. Rồi bây giờ mình để cái bìa màu của quyển vở lên đây ha. Rồi đây các bạn. Rồi bây giờ cái nút mà scan PC nè, mọi người sẽ bấm vào đây thì cái máy tính mà kết nối trực tiếp với cái máy in này sẽ hiện lên, mọi người thấy ha. Mọi người sẽ bấm OK rồi chọn lựa chọn ha, quét màu là scan màu hay là đen trắng. Rồi ở đây mình chọn là quét màu, bấm vào OK rồi di chuyển xuống xác nhận điểm tích là máy sẽ tự động quét nha mọi người thấy ha. OK cái đèn scan nó chạy. Sau khi nó chạy xong thì mọi người sẽ giống như là xác nhận điểm tích vậy đó. Hoàn bấm OK một cái ha. Rồi hoàn tất quét. Thì lúc này ở trên cái máy tính đó, mọi người thấy nè. Mình vừa bấm nút hoàn tất quét một cái. Đây. Trên máy tính nó nhảy ra luôn cái file của mọi người ha. Rồi mở lên. Quá tiện lợi đúng không mọi người? Ha, quá tiện lợi luôn. Đây. Quá tiện lợi. Rồi, và đó là những cái phần sử dụng cơ bản của copy và scan. Bây giờ nó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lấy giấy kẹt của cái máy này. Trường hợp việc kẹt giấy thì cách xử lý nha mọi người. Rồi, mình vừa hướng dẫn những cái dòng máy photo nha. Thì bây giờ sẽ là kẹt giấy bản, chỉ có kẹt giấy bản bản sao thôi, bản in thôi. Máy này không có bộ nạp bản gốc nên là không có kẹt trên bộ nạp bản gốc mà chỉ có kẹt ở dưới phần in thôi. Bây giờ mình thử ha. Cái đầu tiên thì mọi người phải biết cách thay cái hộp mực đó nè. Lấy tháo lắp hộp mực như thế nào. Đây, cái nắp này chỗ này ha, mình bật lên. Cái màn hình nó có thể là di chuyển lên xuống được không mọi người? Dở lên. Nắm dở thẳng lên. Bên tay phải có cái gờ đây, bật lên, hộp mực ở giữa nắm kéo dở ra thôi, bơm nát cái hộp mực luôn từ 20 8 tới giờ mọi người. Đây 28 rồi, lắp mực lại thì rút ra. Mọi người thấy ha, ở hai bên có hai cái khe này tương ứng với cái gờ của hộp mực ở đây. Rồi gài lại, đánh lại. Vậy là mọi người đã thay tháo lắp hộp mực xong ha. Nhiều khi kẹt giấy phải biết rút hộp mực ra mới lấy cái kẹt ra được mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha. Đầu tiên sẽ là kẹt giấy. Kẹt giấy thì có mấy cái vị trí kẹt như sau thôi, ít thôi. Bây giờ cho kẹt giấy giả một cái nha. Nhìn qua, xin lỗi mọi người, nhìn qua. Làm lại nha, làm lại. Rồi.
Vậy rồi là mình tắt máy ngang cái ha. Thì ở trong mình sẽ báo là đây, vui lòng kiểm tra giấy bị kẹt. Rồi cái đèn ERO sẽ sáng lên. Ok. Giống như tháo mật kia vậy, mọi người bật cái nắp lên. Đây thấy giấy kẹt nằm ngay chỗ vị trí ra giấy ha. Rồi chúng ta sẽ bật cái nắp này lên. Kéo hộp mật ra ngoài trước nha mọi người. Rồi sau đó mọi người thấy ha, ở đây có một cái lẫy màu xanh nè. Mọi người bóp vô nắm kéo ra ha. Giống như cánh cửa vậy đó. Để cho nó giảm lực ma sát của tờ giấy và chúng ta hai bên nắm đều hai đầu tờ giấy và kéo thẳng ra. Không nên kéo ngược lại nha mọi người, nó có mấy cái cần sensor đó, kéo ngược lại khó kéo lắm. Không khéo là nó rách, nó gãy tùm lum. Tuyệt đối không được lấy đồ móc méo gì đó vô đây ha. Chọt chọt vô chừng rách bao lụa gua lụa ép luôn. Rồi, cái này là trường hợp mọi người kẹt giấy coi như lên một mặt, nó chạy từ dưới khay giấy nó chạy thẳng lên. Cái đường đi giấy nó theo hình chữ C á, chữ cờ á, nên là rất là dễ. Ok, sau khi lấy ra xong là chúng ta sẽ, mọi người thấy ha, mình chỉ bóp lại, đẩy vô thôi. Lắp hộp mật vô lại. Lấy giấy kẹt ra xong hết rồi, nếu mà mọi người đóng lại á, hết giấy kẹt thì máy sẽ khởi động tiếp. Cái trang in lỗi nãy bị kẹt á, nó sẽ in lại. Rồi, bây giờ mình tiếp tới là phần hai mặt nha mọi người. Ha, hai mặt. Mình thử cái phần hai mặt. Thì khi kẹt giấy hai mặt á, là nó có một chỗ đặc biệt nữa. Mà ít ít các bạn nào sử dụng máy cơ bản mà biết. Thợ thì người ta biết là không nói rồi. Rồi, bấm sao chụp hai lần ha. Rồi, ok. Rồi, máy chạy ra ha. Lót hai mặt vô. Rồi, lót hai mặt vô. Mình cho máy tắt nguồn ngang cái ha. Rồi, đèn ERO dẫn báo ở đây. Thì lúc này mọi người sẽ kiểm tra y chang bước một hồi nãy là bật nắp này lên, kéo hầm mật ra. Nhưng mà mọi người sẽ không, không có thấy, không có thấy tờ giấy nào hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Không có thấy tờ giấy nào, sao máy bắt kẹt? Nhìn ở phía dưới hộp giấy cũng không thấy gì luôn. Thật ra là nó nằm ở phía đằng sau mọi người, nó nằm ngay chỗ bộ phận đắp led. Mọi người sẽ quay đằng sau lưng máy lại. Đây, đằng sau lưng máy. Đằng sau lưng máy có cái nắp đây, có cái gờ đấy ha. Đây, mọi người nắm bật xuống. Rồi, có tờ giấy đây ha, chúng ta lấy ra. Rất là nhẹ nhàng đúng không mọi người? Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn hầu như cái này giống như hướng dẫn toàn tập luôn rồi đó. Cách sử dụng là cũng như là copy, scan và lấy giấy kẹt. Thay hộp mực cho cái máy in Canon IMEI Class MF221D. Mọi người thấy hồi nãy mình lấy tờ giấy ra, máy nó vẫn còn báo đèn ERO kẹt giấy. Thì mọi người phải tháo bật cái nắp lên nha, hoặc là tắt mở nguồn máy in lại, cho máy khởi động nhận lại. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người cách sử dụng cơ bản của máy in Canon IMEI Class MF221D nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được cập nhật những video chia sẻ mới nhất về mực in, máy in tất tần tật ha. Mọi người thấy hay thì có thể là like, share cho mọi người biết nhiều hơn về những video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc mọi người thành công.